chứ tao nói người anh đâu xin là biết còn đang cái đó nhé và sự sự vụ của một lần à biết những sáng những đi chơi và sao biết những ngày vừa rồi thì sắp đi à biết quên những lần à nhớ một cái gì đó ai nặng lệ như ai và là anh sẽ mất gỗ và bắt một con tổ đi tổ bắt được quá chơi thì chưa sao mình toàn là bị ố rồi hai bên kia nó còn đất có hai mấy bảy trụ đó. Marami na siyang sinasabi kaya pinuto ko na at baka siyang ma-discover at hindi ako. Baka siya pang hanapin, imbis na i-follow tong page at i-like, siya pang ipapalaw. Unang salang ko nga pala to sa pag-voiceover ng video. Medyo kinakapos sa hininga, kaya pasensya na po kayo kung hindi sulido ang aking pagsasalita. Ewan ko nga din kung tama yung video sa music, yung music sa video. Basta, ayun, makamukay dito. Can you see that daw? Pero parang quarry naman yung nakikita ko. Kulang na lang ay truck na mag-aakot ng mga buhangin. Nakwento nga sa akin na may maraming rock formation dito sa Montana. Eh, nyeras yun. Kaya hindi ka mag- Montana. Montana de Oro. Comment below kung anong tamang pronunciation dyan sa California. Abot ka dito sa part na to, maraming salamat at huwag mong kakalimutan na mag-like dito sa page and follow. Susubukan ko po mag-upload ulit. Bye!